Lành tiên cá sướng không? Ăn uống thanh đạm. Món ăn của tiên cá, công việc của tiên cá là bơi lội. À không, âm nhạc và bơi lội. Ăn sạch, uống sạch, làm việc sạch sẽ. Cảm ơn em. Trời ơi, dễ thương quá trời quá đất. Anh em thì quá là thương yêu, không bao giờ chịu khổ bữa nào, mặc dù rất thích chịu khổ. Hiện tại cứ 7:45 sáng là em sẽ đi ăn bún quậy nhà hàng xóm bên đường này, rất gần quán ha. Ăn không bỏ bột nêm, bột ngọt. Buổi sáng của em là 3 phần bún. 11:45 em tiếp tục ăn bún quậy, giảm xuống còn 2 phần bún thôi, bởi vì buổi trưa ăn không nên nhiều quá. Rồi tới buổi tối, vào lúc 5:00 chiều em bắt đầu đi ăn tối với 1 phần bún thôi. Chừa bụng, uống sinh tố đồ, ăn sống gì mới lành mạnh, khỏe mạnh. Còn mấy quán khác bỏ bột nêm, bột ngọt. À, sắp tới mình đi review ẩm thực cho khách hàng của Hoàng Pino xem không cậu? Sau những giờ làm việc rồi, anh em mình sẽ đi ăn chơi, review ẩm thực các kiểu. Tại vì tôi cũng không ăn thịt, nhưng mà nếu mà đi review những quán mà có thịt này kia thì tôi ăn miếng thôi. Chủ yếu là cậu ăn. Chúng ta sẽ làm một cuộc hành trình review ẩm thực. Là cuộc sống của chúng ta là gì? Tiên cá là sao? Tập luyện sức khỏe bằng bơi lội, sau đó giải trí bằng âm nhạc, và ăn uống là phải sạch, sạch sẽ, hợp vệ sinh, không có bột nêm, bột ngọt. Thì mình muốn là đi review những cái quán cực ngon mà không có bột nêm, bột ngọt cho quý vị cô bác anh chị biết ở thành phố này của mình, những quán nào là chất lượng nhất. Ví dụ như ở đây Hoàng Pino là bán đàn tuyệt vời nhất mà ít người biết đến, nên bây giờ em quay video cho mọi người thấy đó, bán đàn nhất là như thế nào, rồi ăn uống như sao, rồi sang chảnh nhất là như thế nào. Nhiều người rất giàu, đại gia, có tiền, xe cộ chạy chảnh chọe ngoài đường, nhưng mà ăn uống dơ lắm, nói thật, ăn uống khổ lắm. Còn ăn bột nêm, bột ngọt là còn hại sức khỏe, là còn khổ thôi. À, có sức khỏe, có trí tuệ, giữ được các giới hạnh, sinh hoạt theo giờ giấc đàng hoàng, không làm 5 điều tội lỗi: tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu, bia. Chắc chắn cái cuộc sống của mình rất là sung sướng, sung sướng trong từng phút giây. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ công ăn việc làm cho tụi em, để tụi em sống rất là lương thiện hàng ngày. Đây, cái nghề nào mà nó lương thiện bằng nghề bán đàn của em cơ chứ. Ủng hộ em phát triển cái này tốt, xong đó em sẽ phát triển cái thương hiệu đồ bơi của em. Bây giờ em đang thiếu vốn, em phải lao động chân tay vất vả thêm một thời gian nữa để em đầu tư các mặt hàng đồ bơi cực đỉnh của thế giới về em bán cho quý vị cô bác anh chị. Bây giờ em đầu tư trí tuệ trước đây. Yes, mục tiêu của em, ước mơ của em, hoài bão của em, xây dựng một đất nước đầy tình yêu thiên nhiên và động vật. Nghĩ tới như vậy là có động lực bán hàng hôm nay rồi. Mời cô bác anh chị hãy đến ủng hộ Hoàng Pino.